Rồi em sang xin chào anh em ha. Này Lê Kono 4 cho anh em mình tham khảo anh em ơi. Xe này đầu đếp em sang báo anh em mình ha. Giá 6.800.000 anh em ơi. 6.800.000, xe thì máy móc nguyên zin, đi cực im nha anh em. Đó, em cầm chạy thử đi nhẹ lắm anh em ơi. Áo sống thì zin đâu xe ha. Đó, xe sạch đẹp anh em ơi ha. Đó, xe còn khá sạch đẹp luôn. Máy móc thì zin nè. Xe này biển Cà Mau 69 ha. Đó, thành phố Cà Mau. Áo sống liền lạc nha nè. Tem hoa văn ha. Tem này tem kiểu này, tem kiểu hoa văn nha nè. Rất là đẹp. Được cái máy ngon lắm em ơi. Ha. Phục bọng nước sơn thì chỉ nổ sống thôi ha. Đó, vỏ bọng thì còn ok ha. Nổ sống bột. Xe này chủ xài có một số lỗi như chỗ này anh em ơi. Nói như này nứt thì bắn kẹp miếng này vô hay cho cứng nha. Đó. Kẹp vô trứng nó cứng thôi chứ không có gì nha nè. Được cái máy chắc xe chạy rất là yêu anh em. Test máy cho anh em mình ha. Máy im nha anh em. Máy im gù. Mâm bọng đen thui nha nè. Xe này mới về chú rửa luôn anh em ơi. Chạy một vòng mấy giờ về thấy ngon quá quay cho anh em luôn nha. Keo áo keo. Áo keo anh em. Máy cực kỳ im luôn. Áo liền lạc, máy zin ngon nha anh em ơi. 6.800.000 ha. Đó, anh em mua về đi kỳ vừa ha, cực kỳ im luôn. Xe này cốp cộng để đồ thoải mái nha nè. Nô 4, đó, cái hình nô 4 thì mẫu mã nhìn rất là đẹp ha. Cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Cốp bọng ha. Rất là rộng rãi để anh em mình để đồ ha. Nhanh bọng đồ đèn còn khá ok hay nè. Đó. Dính keo ha. Rồi, 6.800.000 nha anh em. Anh em nào thấy hợp nhãn thì alo cho em sang qua số điện thoại 032 5555330 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ạ.